Chào các bạn đến với kênh Tự Học Vlog. Trong thời gian qua mình có thấy các bạn có hỏi mình cái cách mà làm cho cái video nó sáng lên như thế nào. Có nghĩa là mình quay cái cảnh nó tối quá đó các bạn. Thì các bạn muốn làm cho nó sáng lên thì chúng ta làm cái nào để cho nó tăng cái độ sáng của video. Video ha. Và đồng thời cũng có một bạn hỏi mình cái cách mà lưu ở cái chế độ 1080 đó. Có nghĩa là từ 720p lên 1080p ha. Thì đó là cái chế độ HD. Thì qua cái bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Mình sẽ đầu tiên là mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà làm tăng cái độ sáng của video lên. Và sau đó chúng ta lưu lại ở chế độ HD ha các bạn ha. Thì đối với cái tăng cái độ sáng như thế nào, qua cái phần mềm Power Director mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tăng độ sáng ha. Đó. Thì bây giờ đây là cái màn hình quen thuộc của chúng ta ha, màn hình của Power Director đây. Thì trước tiên muốn làm được cái này thì chúng ta cần một import một cái file vô. Rồi ở đây mình sẽ lấy một cái file ha, một cái file này nó tối thui cho các bạn xem. Ở đây các bạn thấy không? Cái file này nó tối ha. Các bé chơi xe cân bằng rất là tối. Chúng ta cần tăng cái độ sáng nó lên. Rồi, chúng ta tăng độ sáng như thế nào các bạn? Giờ mình kéo cái âm thanh kia xuống. Đầu tiên chúng ta cần làm là gì? Chúng ta kéo cái clip này xuống ha, video này xuống. Khi mà chúng ta kéo cái video này xuống, chúng ta thấy nó tối đúng không? Giờ muốn làm cho nó sáng thì làm bằng cách nào? Bây giờ chúng ta sẽ vô click vô trong cái video này nè các bạn. Khi mà các bạn click vô đây các bạn thấy nó sẽ hiện ra một số cái ứng dụng ở trên đây ha. Cái Magic Tool nè, cái kéo nè, cái Designer nè, Fix nè, Hand nè, Tool nè, Keyframe nè, Audio, Edit Audio. Thì ở đây nó có rất là nhiều. Thì cái chỉnh mà để độ sáng tối nó nằm ở đâu? Thì các bạn vô cái chỗ phần Fix and Hand nè ha. Enhance nè. Fix này nè. Và mình sửa nó nè. Khi các bạn click vô đây, nó hiện ra cho chúng ta một cái bảng ha. Thì cái đầu tiên cái dòng đầu tiên ngay chỗ Fix nè các bạn. Đây là Lighting nè. Adjustment nè. Thì các bạn thấy đây là cái phần mà tăng chỉnh cái độ sáng của nó đó các bạn. Các bạn cần click nó vô ha. Khi mình chưa click, các bạn thấy nó tối thui đúng không? Đúng không? Thì đúng không? Các bạn nhìn kỹ ha. Khi mà chúng ta chưa click check vô đây thì nó tối thui à. Nhưng mà khi chúng ta check nó vô thì các bạn thấy nó sáng lên đúng không? Đó. Nó sáng lên liền. Các bạn thấy không? Cái video này nó sáng hẳn lên. Và chúng ta nếu như chúng ta muốn tăng độ sáng lên nữa thì chúng ta chỉ cần việc nhấp cái con chuột vô trong, kéo cái thanh này, kéo cái cục này nè cho nó chạy về dương ha. Càng số càng cao thì cái ánh sáng nó sẽ càng tăng các bạn ha. Ví dụ như mình lên 86 87 các bạn thấy ánh sáng nó càng tăng đúng không? Các bạn thấy không, ánh sáng nó càng sáng ra ha, sáng rất là nhiều. Các bạn thấy không? Sáng rất là sáng luôn ha. Còn nếu như chúng ta muốn tăng sáng nữa, tăng cực sáng luôn, cực sáng luôn nha, thì chúng ta click vô nè, Add Trend nè, chúng ta click vô đây thì nó sẽ tăng cực sáng lên luôn cho chúng ta luôn ha. Đó là cái cách mà tăng sáng đó các bạn.
Thì đó ha, khi mình click check vô trong cái stream này thì backlight nó là tăng cực sáng luôn các bạn ha. Cái clip của bạn ta đang tối thì nó tăng cực sáng luôn, còn nếu mà chúng ta bỏ check đi thì nó tối lại, và chúng ta kéo trả nó về 50 lại bình thường thì nó sẽ tối lại giống như lúc lúc đầu ha. Đó, tối lại và chúng ta bỏ check này luôn thì nó sẽ trả về cái clip ban đầu ha, cái video đã ban đầu của chúng ta. Bây giờ chúng ta tăng lên sáng lại ha, click check vô sáng lại ha, các bạn kéo vô đây maximum luôn, 100 luôn. Đó, sáng luôn ha, nó sáng cực sáng luôn ha. Đó, các bạn thấy không, cái clip mình nó sáng trưng lên liền. Đó, rất là dễ ha, thấy dễ làm không? Đó, đây là cái cách mà mình làm cho nó sáng lên. Còn mà muốn cực sáng nữa, chúng ta chỉ cần click vô check vô đây cái thì nó sẽ cực sáng lên luôn. Đó, đó các bạn thấy đó, sáng trưng luôn ha. Các bạn thấy nó sáng trưng luôn ha, giống như mình khi mình đi quay phim á, nó có flash rồi đó. Đó, flash nó sáng trưng luôn cho các bạn thấy như vậy luôn ha. Đó, từ cái clip tối thui bây giờ tăng cái độ sáng lên rồi. Đó, thì các bạn có thể chỉnh một cách dễ dàng khi mà chúng ta quay những clip nào nó chúng ta bị thiếu ánh sáng đó các bạn. Thì chúng ta ha cứ vô trong này ha, các bạn cứ tăng cái độ sáng bằng cách này lên. Đó, thì tùy theo cái độ sáng mà chúng ta tăng, chúng ta có thể tăng maximum hoặc chúng ta tăng vừa phải. Đó, khi mà chúng ta tăng nhiều khi, đôi khi chúng ta tăng quá đó dẫn đến là cái việc nó bị vỡ ha, nó vỡ hình ảnh. Rồi đó là cái cách mà mình mới vừa chỉ cho các bạn cái cách tăng độ sáng cho video của mình ha, mà nó bị quay bị thiếu ánh sáng ha. Và sau khi mình quay mình làm xong rồi mình tắt, mình cần lưu ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lưu xuất file, lưu file ra cái chất lượng HD ha các bạn ha, đó là 1080 đó các bạn. Một số bạn có hỏi đó, và các bạn cũng lưu ý luôn, khi mình đang ở edit mình muốn lưu file mình qua cái Rodeo ha các bạn ha, qua cái click qua cái trang Rodeo đó. Thì á, khi mà qua cái trang Rodeo này nó có hiện ra nè các bạn, thì các bạn muốn định dạng nào. Mấy bài trước mình cũng đã hướng dẫn rồi trong mấy cái bài kia rồi, chắc có lẽ một số bạn á, không để ý, thì hôm nay mình nói lại. Các bạn muốn định dạng nào, lưu ở định dạng nào thì các bạn click vô cái định dạng đó các bạn lưu ha. Còn đối với hai cái nốt nhạc này mình lưu nhạc thôi, còn đối với một số cái đuôi này thì chúng ta lưu hình luôn, tiếng luôn ha. Rồi thì á, mình muốn lưu được cái chất lượng 1920 1080 thì mình lưu bằng cách nào? Thường các bạn lấy, mình không biết mà mình lưu ở 720p á thì cái hình ảnh nó bị không đẹp ha. Mình muốn lưu cái hình ảnh HD cho nó đẹp thì mình phải chọn ha, chọn. Nhưng mà trước khi chọn mình cũng lưu ý các bạn luôn ha, một khi mà các bạn mà lấy cái dữ liệu mà chép cái phim của người ta từ trên TV hoặc là trên một cái màn hình nào đó xuống á, mình chép nó xuống á, nó đang ở chất lượng mà 720 á, mình tải cái chất lượng 720 á, thì mình muốn đưa nó lên HD á, thì nó cũng không nét được bao nhiêu đâu các bạn. Tại vì á, cái hình ảnh gốc của đa ban đầu của mình lấy về á, nó đã xấu rồi ha, nó đã kém chất lượng rồi, mà mình muốn nâng chất lượng nó lên thì mình phải dùng một cái phần mềm chuyên nghiệp đó, thì chúng ta để nâng cái chất lượng của nó lên ha, chất lượng hình ảnh nó lên. Còn bây giờ ở đây mình sẽ xuất nó ra một cái file HD cho các bạn. Ở đây nè các bạn, khi mà các bạn click vô trong cái khung này nè, cái raw file name nè, quality nè, cái chất lượng tên raw file và cái chất lượng hình ảnh á. Ở đây á các bạn thấy nè, nó có rất nhiều cái định dạng và cái file mà để xuất chất lượng hình ảnh ra. Các bạn có thể xuất lên 4K, 2K, 2K, 4K ha các bạn ha. Đó, mà làm cái file này rất là nặng nha các bạn, rất là nặng. Thông thường á, mình xuất
ở định dạng là HD là 1920 1080 30B 16M thôi. Còn các bạn mà lên 120M thì nó rất là cao, và đồng thời khi mà 2K hoặc là 4K chất lượng hình ảnh rất là đẹp tốt, tuy nhiên nó rất là nặng ha. Thì tùy theo các bạn muốn xuất cái chất lượng nào các bạn xuất. Ở đây thông thường mình sẽ chọn là 1920 1080 trên 30B thì mình click vô ha, chất lượng hình ảnh đây đó. Đó, rất là dễ ha. Sau đó chúng ta chỉ cần chọn chọn file mà chúng ta xuất thôi, chọn mà cái folder á, cái folder nào mà chúng ta lưu đó. Ha, chúng ta lưu folder nào thì chúng ta vô trong đó. Rồi mình đặt tên cho nó ha, nãy là mình tăng độ sáng ha. Rồi mình lưu save lại, sau đó bấm start thì chúng ta tiến hành chúng ta lưu rồi ha. Thì mình chờ trong giây lát thì tùy theo cái máy của mình, cái máy nào có cấu hình mạnh nó sẽ cái render nó sẽ rất là nhanh, có nghĩa là cái ghi á, lưu lại cho bạn á, nó rất là nhanh. Còn cái máy nào mà nó yếu yếu nó sẽ lưu hơi lâu ha. Cái này chắc bạn các bạn làm các bạn biết rồi ha. Thì cái bài của mình hướng dẫn đến đây là kết thúc ha. Cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi, và các bạn cũng đừng quên cho mình một cái đăng ký ha, một like một share luôn các bạn nhé. Nhớ ủng hộ kênh của mình các bạn, ủng hộ mình mạnh vào các bạn ơi, chứ giờ ha mình thấy các bạn một số các bạn thấy mình coi không mà mình không có nhấn đăng ký hoặc là like share gì hết á. À, đa phần là các bạn coi ha. À, nhưng mà nếu mà các bạn thấy hay hay thì các bạn nhớ ủng hộ cho mình cái để mình có động lực mình làm thêm nhiều cái clip hướng dẫn hay hơn ha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn ha, chào tạm biệt các bạn.